Chào các em. Vừa qua trong các chương 1 và chương 2, chúng ta học về thuyết cấu tạo nguyên tử. Một thuyết người ta không thấy được, thí nghiệm không thấy được, nhưng tương đối là khó. Nhưng chúng ta biết nguyên tử cấu tạo mới ba là hạt chính, proton, electron, neutron vân vân, và cấu hình electron của nguyên tử. Sau khi nắm được cái cấu tạo nguyên tử rồi thì chúng ta đã học qua mạng hệ thống tuần hoàn. Và tập tiếp theo đó là liên kết hóa học giữa các nguyên tử. Thì trong đó có ba loại liên kết chính, đó là liên kết ion, liên kết cộng hóa trị, liên kết kim loại và liên kết phụ nữa, đó là liên kết phối trí hay liên kết cho nhận. Học các loại liên kết hóa học rồi đó, tiếp theo học là liên kết giữa các phân tử để tạo thành vật chất. Ta sẽ học đề cập đến những cái gì, cấu trúc tinh thể và hạt thể vật rắn. Đó là chương 1, nội dung chương 1 và chương 2. Đó là điểm cơ bản trong chương 1 và chương 2. Và bây giờ chúng ta học qua chương thứ 3 là chương phản hóa học. Đó là cái quá trình mà làm phá vỡ cái liên kết để xảy ra phản hóa học. Thì trước đây các em học ở lớp 8, 9, thầy cô chia phản ứng thành rất nhiều loại, là phản ứng hóa hợp, phản ứng phân tích, phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng oxy hóa khứ, phản ứng trao đổi, phản ứng trung hòa, phản ứng nhiệt phân, vân vân. Phản ứng ester hóa, sau này học phản ứng ester hóa, phản ứng trung hòa, nhiều thứ quá. Cho nên làm cho việc phân chia phức tạp như vậy, nhiều quá làm trở nên quá phức tạp. Cho nên hóa học hiện đại mới nhất, hiện đại là hóa học mới đó, sẽ chia phần các loại phản ứng dù là hữu cơ hay là hóa vô cơ thành hai loại chính thôi. Đó, một loại là phản ứng gì? Phản ứng không oxy hóa khứ, mà tiếng Anh gọi là phản ứng gì? No reaction and oxidation. Không oxy hóa khứ, các nghe vị. Và một loại là gì? Phản ứng oxy hóa khứ, tức là reaction and oxidation, và tôi gọi tắt là phản ứng redox and no redox. Hôm nay học loại gì? Phản ứng oxy hóa khứ là phản ứng redox. Bài thứ nhất là phản ứng oxy hóa khứ. Thầy nhắc lại là người ta đã từng chia các hóa học thành nhiều loại như phản ứng hóa hợp, phản ứng phân tích, phản ứng thế, phản ứng cộng. Phản ứng phân tích, phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng trao đổi, phản ứng trung hòa, phản ứng oxy hóa khứ. Nhưng hóa học hiện đại căn cứ vào thuyết cấu tạo nguyên tử, căn cứ vào cái đại học, căn cứ vào thuyết cấu tạo nguyên tử thì chia phản ứng thành hai loại thôi. Đó là gì? Loại phản ứng oxy hóa khứ, loại redox hôm nay ta đang học. Và loại còn lại là gì? Phản ứng không oxy hóa khứ, tức là đâu redox, đâu không. Redox là gì? Reduction and oxidation. Hai loại thôi. Hôm nay học loại gì? Ngoài phản ứng redox, phản ứng oxy hóa khứ thì theo cái đà phát triển khoa học mà phản ứng oxy hóa khứ được quan niệm, được hiểu theo cái đà phát triển khoa học, theo qua nhiều quan niệm khác nhau, những quan niệm về phản ứng thứ tự thay đổi theo đà thăng tiến của việc phát triển một môn khoa học. Đầu tiên hết là thầy muốn nói là gì? Là phản ứng oxy hóa khứ theo quan niệm cũ. Cũ là gì? Cũ là chưa có thuyết cấu tạo nguyên tử. Cái thứ 200 năm rồi, hơn 100 năm chưa có thuyết cấu tạo nguyên tử, chứ ai nói cấu tạo nguyên tử cả. Đó là gọi là cũ. Hay có rồi nhưng ta chưa học, như lớp 8, lớp 9 đâu học cấu tạo nguyên tử gồm có nhân và vỏ trong cõi trong liên kết ion, liên kết hóa trì, đâu có học. Đó, có rồi nhưng chưa học thì cái đó tôi gọi là phản ứng oxy hóa khứ theo quan vụ.
thì thầy cần nhấn mạnh điều rất nhiều sách trong sách giáo khoa cũng như là sách tham khảo theo thời gian người ta có sửa đổi đôi chút, nhưng dù sao thầy vẫn thấy có gì đó nó còn mơ hồ trong định nghĩa phản ứng ông sơ khử. Định nghĩa chất ông xóa, ông xóa quá trình ông xóa nói vậy, quá trình ông xóa, quá trình khư, thêm một từ thuật ngữ nó tương đối là nó không được tường minh. Cho nên trước khi học phản ứng ông sơ khử theo con niệm cũ hay theo con mới, thầy yêu cầu các em phải nắm vững thứ nhất là ngữ pháp, ngữ pháp thuật ngữ, ngữ pháp của sự phát biểu, chúng ngữ pháp. Thầy lấy một thí dụ rất đời thường, những câu phát biểu rất là đúng ngữ pháp mà anh hay lúa chỉ hàng rong đều có thể hiểu được. Thầy lấy dụ thế này: cứu trợ cho một người, chứ là cứu trợ quá trình rồi, cứu trợ cho ai đó, cứu trợ cho một người là sao? Là đem cơm áo gạo tiền đến đưa cho người đó, đúng không? Cứu trợ cho một người, thì cái những cụm từ cứu trợ cho một người quay được coi như làm động từ, cứu trợ làm từ cụm từ đứng đồng câu để làm chủ từ. Cứu trợ cho một người thì cứu trợ đây là động từ, là đem là động từ, đem cơm áo gạo tiền đến đưa cho người đó, đúng không? Đúng ngữ pháp. Như vậy thì ai là người thực hiện cái hành vi cứu trợ đó, thực hiện cái động tác cứu trợ đó, cái động từ cứu trợ đó? Tất nhiên đó là người đi cứu trợ. Như vậy người đi cứu trợ là người thế nào? Ta định nghĩa thế nào? Người đi cứu trợ đây là một danh từ, làm chủ từ. Người đi cứu trợ là người có mang theo cơm áo gạo tiền và có thể đưa cơm áo gạo tiền cho người khác, đúng không? Người đi cứu trợ là người có mang theo cơm áo gạo tiền đã và có thể đưa cơm áo gạo tiền cho người khác. Người khác đây là đồng bào chẳng hạn, đương nhiên rồi, cứu trợ cho đồng bào là đem cơm áo gạo tiền đến đưa tặng cho đồng bào đó. Và chúng ta là người đi cứu trợ là người thế nào? Là người có mang theo cơm áo gạo tiền và có thể nhường hay là chia sẻ hay là đưa hay là cho, nhưng mà phong phú quá, người Pháp nghe gọi là cho thôi, ghi vào đó là đem cao tiền đến cho đưa cho đồng bào. Vậy mình là người cứu trợ thì người phải có mang theo cơm áo tiền, mà cơm áo tiền đó phải đưa cho người khác, chứ phải đem về nhà mình. Trong lại mình xuống dưới quê mình cứu trợ đồng bào bị bão lụt, mình đi thấy không, mình mang theo cơm áo tiền ra xuống, mình nói thôi đồng bào ơi, tôi xuống cứu trợ đây đói bụng quá, đồng bào nó cơm tôi ăn về à, đâu có được đó. Phải mang theo cơm áo tiền và đưa áo tiền cho đồng bào. Đó là hai định nghĩa kém cân dứt khoát, không mập mờ về ngữ pháp cũng như là thuật ngữ. Bây giờ là định nghĩa thứ ba là khứ oxy một chất, hầu như là phản nghĩa của oxy một chất. Bây giờ thì thầy lấy một thí dụ khác này: hớt tóc cho một người là sao? Hớt tóc cho một người đó là một động từ đứng đầu câu, là lấy bớt tóc của người đó, đúng không? Hớt tóc của một ai đó là lấy bớt tóc của họ đi, lớt tóc của một người là lấy bớt tóc của người đó. Thì lấy ít, lấy nhiều, lấy trọc luôn, không biết, nhưng phải lấy bớt tóc của người đó. Đó. Như vậy ai là người thực hiện hành vi hớt tóc? Tất nhiên cũng phải là thầy, không phải là các em, mà phải người làm thở hớt tóc. Như vậy người thở hớt tóc mới làm được động tác hớt tóc cho người khác. Thì người thở hớt tóc là người thế nào? Người thở hớt tóc là người có thể lấy bớt tóc của người khác, đúng không? Hớt tóc người là động từ, mà người thở hớt tóc là danh từ, dứt khoát, rõ ràng. Nếu các em
nắm được bốn định nghĩa đời thường mà thầy vừa trình bày, thì trong khi học phản ứng sơ khứ, các em cần học một định nghĩa thôi, thì chúng ta suy ra ba định nghĩa còn lại. Vì những định nghĩa này là nó có những cái định nghĩa phản nghiệm với nhau. Bây giờ vậy thì theo con đường cụ, oxy hóa một chất là sao? Gần như là cứu trợ một người đó. Oxy hóa một chất là ghép thêm nguyên tố oxy cho chất đó, ghép cái động tư. Oxy hóa một chất, oxy hóa đây là một động tư, là ghép thêm nguyên tố oxy cho chất đó, đúng không? Vậy thì chất nào thực hiện hành vi oxy hóa, cái đồng tác oxy hóa, thì chất thực hiện cái đồng tác oxy hóa đó đương nhiên có tên là gì? Chất oxy hóa. Như vậy chất oxy hóa đây là một danh từ, làm chủ từ. Vậy chất oxy hóa là chất thế nào? Chất oxy hóa là chất có chứa nguyên tố oxy, có chứa oxy đó. Như cứu trời mang theo cơm áo vào thiên đấy, là chất có chứa oxy và có thể nhường oxy cho các chất khác, đúng không? Đúng không? Thầy nói cứu trời và người cứu trời chúng ta. Định nghĩa thứ ba, khử oxy một chất, cũng giống hớt tóc cho một người đó. Thì khử oxy một chất là phản nghiệm của oxy một chất. Thì khử oxy một chất là lấy nguyên tố oxy chất đó, bên kia là ghép vào, bên là lấy ra, không phải là gì? Bên là ghép oxy vào chất đó, bây giờ lấy oxy ra khỏi chất đó. Đó, thì hai đồng tăng như thế nào? Phản nghiệm nhau như nữa. Vậy khử oxy một chất là lấy nguyên tố oxy của chất đó. Vậy thì ai thực hiện hành vi cái động tác khử oxy đó? Đó chính là chất khử oxy. Vậy thì chất khử oxy là như thế nào? Chất khử oxy là chất có thể lấy nguyên tố oxy của các chất khác. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó là bốn định nghĩa mà chúng ta phải nắm vững rõ ràng, dứt khoát. Trong quá trình này, quá trình kia này, nó có gì phức tạp.